chơi đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt, trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng từ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa, anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng, anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng, anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem mối thương yêu vào niềm thương nhớ, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngọt, trả lại em yêu mối tình vời vợi, môi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài. Anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng, anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng, anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem mối thương yêu vào niềm thương nhớ, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu con đường học trò, những ngày thủ đô tưng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu mối tình vời vợi, ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cầu vời nỗi đau còn dài, trả lại em yêu, trả lại em yêu mây trời. Thank you.
gần nhìn hoa răng đầu ngó. Một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm môi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi tròn tôi, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn nỗi, niềm tin xa về tới người sáng trên hương đôi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay lập diều qua đó đây, ngày đó được nghe súng im hơi, đời thôi oán thôi hơn nên thương cùng kịp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Thank you.
Yeah.